chịu. Chiều nay là ngày 22 tháng 6 năm 2020. Đài tiếng nói vì dân cùng Trương Yến thực hiện với dân oan ba miền chúng tôi đi đến đại sứ quán xin trời đất thần thánh phù hộ cho tổng thống Trump được thắng đắc cử lần hai, cứu lấy nhân viên Việt Nam. Bây giờ nó ra cái nào đâu ở làm thuốc mình ngồi xuống cái chỗ trơn này cho đó luôn, khói đi luôn. Giờ bà con mình đánh đá nó có hung làm dữ, mình ngồi ì xuống đó luôn đi, ngồi thắng xuống luôn. Nhanh đi lẹ lên bà con ơi, cứu lấy nhân quyền Việt Nam, bà con đi ngay đây vô nè. Việt Nam chúng tôi cầu mong trên trước phù hộ cho tổng thống Trump được thắng cử lần hai, cứu lấy nhân quyền Việt Nam. Để tôi hỏi là cứu lấy nhân, cầu mong tổng thống Trump thắng cử lần hai, cứu lấy nhân quyền Việt Nam. Cầu mong tổng thống Trump thắng cử lần hai, cứu lấy nhân quyền Việt Nam. Cầu mong tổng thống Trump thắng cử lần hai, cứu lấy nhân quyền Việt Nam. Cầu mong tổng thống Trump đắc cử lần hai, cứu lấy nhân quyền Việt Nam. Cầu mong nhân dân Việt Nam cầu mong tổng thống Trump đắc cử lần hai, cứu lấy nhân quyền Việt Nam. Cầu mong tổng thống Trump đắc cử thắng cử lần hai, cứu lấy nhân quyền Việt Nam. Cầu mong tổng thống Trump thắng cử lần hai, cứu lấy nhân quyền Việt Nam. Cầu mong tổng thống Trump đắc cử lần hai. Đại sứ quán Hoa Kỳ ơi, cứu dân oan Việt Nam ơi, dân oan Việt Nam quyền Việt Nam. Cầu mong tổng thống Trump, cứu lấy
lấy nhân quyền Việt Nam. Cầu mong Tổng thống Trump. Cứu lấy nhân quyền Việt Nam. Dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Cứu lấy nhân quyền Việt Nam. Nhân dân Việt Nam tổng mà cầu mong Tổng thống Trump. Cứu lấy nhân quyền Việt Nam. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Cứu lấy nhân quyền Việt Nam. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Cứu lấy nhân quyền Việt Nam. Cầu nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Cứu lấy nhân quyền Việt Nam. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Cứu lấy nhân quyền Việt Nam. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Cứu lấy nhân quyền Việt Nam. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Cứu lấy nhân quyền Việt Nam. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Cứu lấy nhân quyền Việt Nam. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Cứu lấy nhân quyền Việt Nam. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Cứu lấy nhân quyền Việt Nam. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Cứu lấy nhân quyền Việt Nam. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Cứu lấy nhân quyền Việt Nam. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Cứu lấy nhân quyền Việt Nam. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Cứu lấy nhân quyền Việt Nam. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Cứu lấy nhân quyền Việt Nam. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Chúng tôi không có nhân quyền. Chúng tôi không được hưởng công bằng như pháp luật. Chúng tôi là dân Việt Nam. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Sẽ không có cái công khai. Bắn cái không công khai. Đâu? Đã chưa phát ra kỳ ơi. Cứu dân Việt Nam. Cứu lấy nhân quyền Việt Nam.
cố lấy nhân quyền Việt Nam. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Tổng thống Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Chúng tôi bị mất đất mất nhà quá quá mà. Chúng tôi được cộng sản tước nhân quyền rồi. Giờ chúng tôi mất đất mất nhà rồi. Nhân dân Việt Nam chúng tôi cầu mong Tổng thống Trump. Nhân quyền Việt Nam. Nhân dân Việt Nam chúng tôi cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam cầu mong lấy Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Cứ lấy dân Việt Nam. Cứ lấy dân Việt Nam. Quá khổ rồi. Nhân dân Việt Nam chúng tôi yêu cầu Tổng thống Trump. Cứu nhân quyền của chúng tôi. Chúng tôi không còn nhân quyền nữa. Cứu nhân quyền Việt Nam. Bị cộng sản nó tước nhân quyền rồi. Nhân dân Việt Nam chúng tôi yêu cầu Tổng thống Trump. Cứu lấy nhân quyền Việt Nam chúng tôi. Đây 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 đi. Đi lên, đi lên, đi lên. Đi lên, đi lên, đi lên. Đi, 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 đi. Đi, đi lên, đi lên, đại đi xe. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cố lên Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cố dân Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cố dân Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cố dân Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cố dân Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cố dân Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cố dân quyền Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cố dân quyền Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cố dân quyền Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cố dân quyền Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cố dân quyền Việt Nam. Yêu cầu Tổng thống Trump tranh cử lần hai. Cứu dân đều Việt Nam. Cứu nhân viên Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ. Cứu nhân viên Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ. Cứu nhân viên Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ. Cứu nhân viên Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ. Cứu nhân quyền Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ. Cứu nhân quyền Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ. Cứu nhân quyền Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cố lên dân Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cố lên dân Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cố lên dân Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cố lên dân Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cố lên dân Việt Nam. Cứu lấy nhân quyền Việt Nam. Cứu 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 nhân quyền Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ. Đại sứ quán Hoa Kỳ. Đại sứ quán Hoa Kỳ. Cứu nhân quyền Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ. Cứu nhân quyền Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ. Cứu nhân quyền Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ. Cứu nhân quyền Việt Nam.
chuyển đi hả? Bà ơi, bà ơi, đi chuyển đây đi. Gương nhân quyền Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ. Gương nhân quyền Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ. Gương nhân quyền Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ. Gương nhân quyền Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ. Gương nhân quyền Việt Nam. Đúng. Đại sứ quán Hoa Kỳ. Quẹt bên kia đường, quẹt bên kia đường. Giờ chị lên lên quẹt bên kia đường, chị lên kia. Gương nhân quyền Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ. Gương nhân quyền Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ. Đi quẹt, đi quẹt, đi quẹt bên kia đi. Đi quẹt bên đường, đi quẹt đường, đi quẹt đường hết đi. Đi quẹt đường hết bà con. Đi quẹt đường. Bà con ơi, chiêng. Đâu vậy xe? Phải không? Không phải. Vô đâu? Không phải. Không có xe nữa, xe nó đây. Không có cho. Nhân dân Việt Nam chúng tôi cầu mong Tổng thống Trump cứu lấy nhân quyền Việt Nam chúng tôi. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Hoa Kỳ cứu nhân quyền Việt Nam. Yêu cầu Đại sứ quán Hoa Kỳ cứu lấy nhân quyền Việt Nam. Cứu lấy nhân quyền Việt Nam. Dân ngon Việt Nam, dân Việt Nam chúng tôi cầu mong Tổng thống Hoa Kỳ. Cứu lấy nhân quyền Việt Nam. Dân Việt Nam chúng tôi cầu mong Tổng thống Hoa Kỳ. Dân quan chúng tôi cầu mong Tổng thống Hoa Kỳ. Nhân dân Việt Nam chúng tôi cầu mong Tổng thống Hoa Kỳ. Dân Việt Nam chúng tôi mà cầu mong Tổng thống Hoa Kỳ. Dân Việt Nam chúng tôi cầu mong Tổng thống Hoa Kỳ. Dân Việt Nam chúng tôi cầu mong Tổng thống Hoa Kỳ. Dân Việt Nam chúng tôi cầu mong Tổng thống Hoa Kỳ. Không, bây giờ đi đâu? Thằng tôi đứng đây, tôi mới xuống đây, đứng đây đây. Chúng tôi là ơi, bây giờ không giải quyết. Giờ tôi đứng trong bờ không giải quyết, việc là đáng chịu. Không đi đâu hết. Bây giờ các ông làm đi, làm đi. Dân chúng tôi quá khổ rồi. Bây giờ các ông đàn ép đi. Các ông là công an báo ở đại sứ quán Mỹ. Bây giờ hình dọa nhân dân chúng tôi, đàn ép nhân dân, cứ đàn ép đi. Nhân dân, dân Việt Nam chúng tôi cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam chúng tôi cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam chúng tôi cầu mong Tổng thống Trump. Cứu lấy nhân quyền Việt Nam. Nhân dân Việt Nam chúng tôi cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam chúng tôi cầu mong Tổng thống Trump. Cứu lấy quyền Việt Nam. Nhân dân Việt Nam chúng tôi cầu mong Tổng thống Trump. Cứu dân Việt Nam chúng tôi. Hồng hồng đứng đây cho không đi lên nữa. Bây giờ nóng được không có đi nữa, thịt chết luôn á. Bây giờ nhân dân tôi quá mất với đại sứ quán Hoa Kỳ. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump cứu lấy dân Việt Nam. Bây giờ là nhà cầm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam đã cướp, chính quyền đã cướp đất, cướp nhà mà không giải quyết. Giờ chúng tôi hôm nay là yêu cầu đại sứ cho chúng tôi tị nạn. Bây giờ là chúng tôi sống trên cảnh nàng trời chiếu đất. Giờ chúng tôi là sống cảnh nàng trời chiếu đất, không nhà, không quần, không áo, không đất, không đai mà ở. Bây giờ dân dân chúng tôi đi trị nạn. Xin đại sứ quán Hoa Kỳ cho dân dân chúng tôi trị nạn. Để có đất, có nhà cho chúng tôi. Đại sứ quán Hoa Kỳ đây. Cứu dân Việt Nam chúng tôi cho trị nạn ở đây. Dân chúng tôi quá khổ rồi. Năm lòng lại được 7 năm quá khổ rồi. Đại sứ quán Hoa Kỳ ơi. Cứu dân Việt Nam chúng tôi đang đi trị nạn. Yeah.
Cậu uống miếng nước này. Cơm đất cơm nhà bao lâu ba năm. Tao tới tao nhốt đại sứ quán Hoa Kỳ ơi. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bàn kia. Không làm thẳng tay. Anh khẽ. Đại dân chúng tôi phải khổ như vậy đây. Phú dân Việt Nam chúng tôi đây. Đại sứ quán nhân dân Việt Nam chúng tôi cầu mong Tổng thống Trump. Cứu lấy, nhân quyền Việt Nam. Cho gia đình chúng tôi đi tị nạn ở đây. Cái chính quyền địa phương lợi dụng chức vụ quyền hạn để cướp đất của gia đình chúng tôi. Đấy, già đâu bệnh thế này, con nhà thế này, mà ra đường ớ, còn cái nông nổi gì? 30 năm nằm đường rồi đảng ơi. Còn cái nông nổi gì mà coi như không xin đại trị nạn. Bây giờ nhân dân Việt Nam chúng tôi là xin trị nạn. Dân oan Việt Nam là xin trị nạn. Tôi đã sứ quán Hoa Kỳ. Nhân dân Việt Nam chúng tôi là bị cướp đất cướp nhà tấn trộn. Nhân dân chúng tôi ra đường là đường ớ. Nhân dân chúng tôi cầu mong đại sứ cho nhân dân chúng tôi trị nạn. Nhân dân Việt Nam chúng tôi cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam chúng tôi cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam chúng tôi cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam chúng tôi cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam chúng tôi cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam chúng tôi cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam chúng tôi cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam chúng tôi cầu mong Tổng thống Trump. Nhân dân Việt Nam chúng tôi cầu mong Tổng thống Trump. Cứu lấy nhân quyền Việt Nam. Cho nhân dân chúng tôi tị nạn. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Cho chúng tôi tị nạn. Cho chúng tôi tị nạn. Để ở đây khổ quá khổ. Nhân dân Việt Nam cầu mong Tổng thống Trump. Cho chúng tôi tị nạn. Nhân dân Việt Nam chúng tôi cầu mong Tổng thống Trump. Cho chúng tôi tị nạn Việt Nam. Nhân dân Việt Nam chúng tôi cầu mong Tổng thống Trump. Cho chúng tôi tị nạn. Đây giờ đi chi nào? Đi. Đi lại trong chốc, phải là trong chốc người ta đông lắm. Đi bạch. Đây 18 như vậy phải làm sao chứ, để cứ đi lại đây hoài à. Bọn cháu trách nhiệm, bọn cháu chỉ báo cáo thôi, bọn cháu làm gì được hơn. Cháu có báo cáo hay là giấu giấu? Mấy chú mà báo cáo là báo lên ban ngành nào biết được hết các vụ việc của các cô cả. Tất cả các ban ngành ở Hà Nội đều biết rằng các cô đến đây thời điểm nào, đến bao nhiêu người, đến vì mục đích gì. Chúng cháu phải báo cáo các cô. Chúng cô vì mục đích tại gì? Chủ tịch các tỉnh cướp đất mà trung ương không giải quyết, chúng tôi tính cầu cứu đại sứ quán cho chúng tôi trị nạn. Nhân dân chúng tôi trị nạn. Nhưng mà chúng tôi lên đây á, trị nạn. Đây bà con. Nó lấy là nó phân chia cho cán bộ hết. À là nó báo rồi, nó lấy nó phải biết rồi. Để cho dân Mai Việt Nam nắng ngồi mất đất mất nhà, không còn chỗ nào mà đứng đầu. Cho mà là nhân dân Việt Nam chúng tôi cầu mong Tổng thống Trump. Nó nói nghe nghe lời nó là đi. Đi về đi chính phủ đây. Yêu cầu Tổng thống Trump cứu nhân quyền nhân dân Việt Nam.
Nhân dân Việt Nam chúng tôi yêu cầu Tổng thống Trump. Bao giờ nghỉ đấy? Có cho nghỉ không đấy? Hả? Bà có cho công an phường nghỉ không đấy? Thì bây giờ công việc con nghỉ đấy. Bao giờ cho công an phường nghỉ đấy? Đấy giờ nghỉ đấy. Bà phải cho công an phường nghỉ chứ. Đi nghỉ đi. Giờ đóng xe 18 đến giờ Nguyễn Xuân Phúc. Dạ, đi đâu đó? Đóng xe 18 đến về chỗ Phúc. Về chỗ Phúc. Đi lại lại xuống chỗ Phúc. Anh ơi, anh xách cái này em đi. Anh xách khẩu em tí. Chỗ Phúc đang ngủ. Chỗ Phúc đang ngọt gì đó đang ngủ. Chỗ nhà trắng. Tổng nhà trắng chỗ Mai Xuân Thương đang ngủ. Đi xe 18. Đây luôn rồi, chạy đây luôn. Ừ, bây giờ chừng ai đón xe. Bây giờ đón xe em Phúc. Nhân chúng tôi xin kết thúc hẹn lại mọi người thôi.